Chào tụi em. Dạ em chào anh. Em chào anh ạ. Chào tụi em. Dạ không biết anh cần tư vấn sản phẩm gì không ạ? Ở đây muốn tìm mua nhân sâm Hàn Quốc. Vậy anh kiếm được sản phẩm phù hợp với anh chưa? Nếu mà anh tìm được nãy giờ thì anh hỏi tụi em làm gì? Ở đây muốn mua nhân sâm nguyên củ, tầm vài chục. Vài chục ngàn hả anh? Không, tầm vài chục triệu chứ. Wow. Vậy là cái sản phẩm đó bên em thì cụ thể loại nào anh? Nhân sâm nguyên củ cao cấp ngàn năm. Thế thì bên em không có rồi anh ạ. Ờ vậy thôi, đi về. The next day. Em chào anh ạ. Anh lại đến mua cái sâm gì mà chục chục hả anh? Đúng rồi, anh vẫn mua sâm, nhưng mà không phải là vài chục, mà vài trăm. Nhưng mà bên em hiện tại cũng chưa có anh ạ. Cũng chưa có á? Tiếc quá người ta. Vậy thôi anh đi về. Ôi ổn à. Ê, hay là mày gọi cho ông sếp đi. Cái sâm gì đó nguyên củ ngàn năm gì đó, về cho tụi bác. Để ta bảo ông nha. Chào tụi em. Dạ anh ơi, hôm nay có sâm ngàn năm của anh rồi á. Anh đợi chị Hàn về nha. Anh biết mà, tại vì anh là người bán sâm ngàn năm mà. Nè, bữa nay anh tới giao hàng cho tụi em nè. Trời ơi, mà anh phải công nhận nha, đúng là sếp của tụi em á hả, chị đầu tư ghê luôn á, mua một lần hẳn mấy trăm luôn. À vậy thôi, có gì á em nói sếp của em á thanh toán cho anh sớm ha. Bye. La 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 la.